thì tôi nhận được cái thư mời của Bộ Văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở là mời để vẽ tranh Covid đang xảy ra trên Việt Nam và trên toàn thế giới. Thì nhận được cái tin đấy thì tôi thu xếp mọi công việc lại để tập trung vào cái Covid này. Không những đấy là trách nhiệm của người họa sĩ, đồng thời cũng giúp cho mọi người hiểu được để mà tránh, để sao đánh thắng được cái Covid, thì tinh thần đấy.